Sao các anh lại đến đây ạ? Tôi đã trả đủ tiền rồi mà. Đòi gì mà đòi lắm thế ạ? Hôm trước đã chốt với nhau rồi đấy. Có bằng chứng thì thêm tiền. Có em định bùng vào này hay như nào? Đừng có mà dồn người quá. Tôi báo công an vì các anh tống tiền đấy nhá. Báo công an à? Sợ ấy nhở? Ngu. Nghĩ kỹ chưa? Báo công an thì ai là người mất nhiều hơn? Mà chính cô em, dù bọn này dàn dựng cái cảnh hai đứa nó trai trên gái dưới với nhau để làm bằng chứng cho cô em ấy. Mà vì cái mục đích chắc cũng không chân chính đâu nhở? Tóm lại là anh muốn cái gì? Chẳng lẽ đến đây để nói mấy câu vớ vẩn như thế à? Sắp tới có một cuộc hội thảo làm bánh. Tôi đến thông báo để em chuẩn bị đi cùng với tôi. Tôi cần làm gì? Ở đấy có rất nhiều kiến thức làm bánh mới. Em sẽ làm một chiếc bánh để người ta đánh giá. Nếu mà tay nghề của em thật sự xuất sắc, sẽ có rất nhiều đầu bếp giỏi muốn trao đổi kinh nghiệm với em. Được. Chỉ mỗi thế thôi à? Chúc anh còn muốn thế nào nữa? Hay là anh thích? Tôi phải nói là tôi không đi thì anh mới vừa lòng. Sở thích tự ngược đãi của anh cũng hiếm phết đấy. Mặt em dính bẩn. Này, tôi đâu ép bạn cô phải yêu tôi. Cho nên đừng nói xứng hay không xứng ở đây. Nó đã vì anh mà như thế. Nhưng anh đã khiến nó buồn tủi và bỏ đi. Nó đi khỏi Hà Nội rồi đấy, anh có biết không? Giờ anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà mình đã gây ra đi. Bạn cô còn là con nít không? Nó bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Tại sao anh lại máu lạnh vô cảm như vậy chứ? Lúc anh vào nhà nghỉ với gái bị ba mẹ chửi rủa, ai là người đứng ra bênh vực và tin tưởng anh? Vậy mà bây giờ anh lại phủi tay như vậy à? Tốt nhất là cô im đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Đồ ăn cháo đá bát. Cái đồ bắt cá hai tay. Tôi nguyền rủa anh và mụ bạn của anh ấy. Cả đời này không được yên ổn đâu.